Việt Nam thì bắt đầu nó sẽ không có cửa để mở chúng ta lên đâu nhé. Chúng ta nhớ là đi ngược lại cho Việt Nam. Nhưng mình biết ở khu vực Đông Nam Á này thì có những nước nào là đi trái đường ạ? Thái Lan à? Đông Nam Á, Thái Lan, Hồng Kông. Vâng, Đông Nam Á thì có Thái Lan và trước kia là có nước nào nữa ạ? Hồng Kông. Myanmar. Vâng, đang nói Đông Nam Á thôi ạ, gói gọn rồi. Thì trước kia có Myanmar, tuy nhiên Myanmar từ khi thành độc lập thì đất nước Myanmar người ta đã chuyển sang đi phải đường. Tuy nhiên người ta vẫn lưu hành hai cái phương tiện, hai cái hình thức đó là tay lái thuận và tay lái nghịch đổ xe. Vâng, nhưng mà người ta đi theo bên tay phải giống chúng ta luôn. Tuy nhiên ở Singapore và Thái Lan, nhà mình biết đấy thì đi tay bên tay trái là ảnh hưởng đâu ạ? Vâng, ảnh hưởng của Anh Quốc đúng không ạ? Vì sao ạ? Trước kia Singapore là thuộc địa của Anh Quốc đúng không ạ? Còn bên Thái Lan thì người ta không phải là thuộc địa của Anh Quốc, tuy nhiên thì người ta đã học từ Anh Quốc về. Còn ở Myanmar thì kia là cũng về thuộc địa của Anh Quốc thì người ta cũng ấy. Còn nói về Singapore thì nhà mình biết tại Singapore là một quốc đảo rất là nhỏ thôi đúng không ạ? Một quốc đảo rất là nhỏ thôi, với diện tích người ta khoảng 700 km vuông thôi. Và cái chiều dài, cái khu dài nhất thì người ta chỉ khoảng 40 km và chiều nhỏ ngắn khoảng 20 km. Chính vì vậy nên các cô chú anh chị nhà mình yên tâm, trong thời gian 3 ngày 2 đêm chúng ta du lịch đến đất nước Singapore thì chúng ta sẽ yên tâm một điều là chúng ta sẽ không có một điểm nào chúng ta phải di chuyển xa cả, đúng không ạ? Từ ngày thứ ba trở đi, tức là từ trưa ngày mùng 6 trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển sang Malaysia thì đoàn chúng ta sẽ phải di chuyển nhiều hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ sao ạ? Chỉ di chuyển trong vòng 15, 20, 30 km đổ lại thôi, không chỗ nào đi xa cả, cứ 15, 20 phút là chúng ta sẽ đến một điểm. Vâng, nhà mình nhìn thấy nước Singapore là một đất nước rất là nhỏ bé đúng không ạ? Và dân số người ta khoảng bao nhiêu triệu dân nhà mình biết không ạ? 5 triệu. Vâng, dân số người ta khoảng gần 6 triệu dân. Tuy nhiên người ta sống có trồng chất không ạ? Mình đi trên đường thì thấy thế nào? Nhỏ hơn Hà Nội. Vâng, diện tích người ta nhỏ hơn thủ đô nhà mình rất nhiều. Nếu mà thủ đô nhà mình với số dân bằng 6 triệu dân sống ở trong lòng thủ đô thì liệu chúng ta có di chuyển được không ạ? Chúng ta sẽ không di chuyển được đúng không ạ? Và nhà đây người ta sống có trồng chất không ạ? Có sống trồng chất ngõ nhỏ phố nhỏ nhà ta ở đó không ạ? Như Việt Nam không ạ? Không, không. Cũng không có luôn đúng không ạ? Vâng. Thế người ta sống ở đâu ạ? Trồng tầng này. Người ta sống và người ta di chuyển thế nào ạ? Vâng, thưa nhà mình thì ở Singapore, một đất nước rất là nhỏ bé và người ta tiết kiệm diện tích đất rất nhiều. Và người dân thì sống chủ yếu là trong những chung cư của chính phủ xây và hầu như không có nhà riêng. Vâng, những chung cư chính phủ xây. Còn lại giao thông người ta đi nào ạ? Vâng, cái phương tiện công cộng người ta chiếm khoảng tầm trên 50%. Chiếm trên 50%, còn lại là hầu người ta đi ở phương tiện công cộng là phương tiện gì ạ? Chủ yếu là hệ thống tàu điện ngầm. Vâng, tàu điện ngầm nhé. Cái hệ thống tàu điện ngầm ở Singapore thì người ta đã xây dựng từ năm 1980. Cái hệ thống tàu điện thời đó thì có người lái. Nhưng thời nay những hệ thống mới của người ta thì hầu hết là tự động hết. Nói về cái tàu điện ngầm thì buổi chiều khi chúng ta sẽ đủ cả đoàn thì em xin chia sẻ thêm với đoàn chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát điện chưa? Chắc khoảng là 10 phút nữa. Nhà mình thấy đấy, hệ thống cây xanh đây thế nào ạ? Quá đẹp luôn, quá nhiều. Vâng, một đất nước rất là nhỏ bé đúng không ạ? Với số dân rất là đông. Tuy nhiên hệ thống cây chúng ta đi trên đất nước Singapore chúng ta sẽ thấy chỉ thấy màu xanh và màu xanh. Cây rất màu hay. Xanh vì sao ạ? Vâng. Trước khi chưa thành độc lập ạ, chưa độc lập thì đất nước này gần như là những đồi trọc, chủ yếu là những đồi trọc. Mà từ khi ông Lý Quang Diệu ông lên làm thủ tướng thì trong một cái chuyến hành trình đi công tác nước ngoài và ông có đi trên cái chuyến máy bay là cái máy bay trực thăng hay rằng như vậy về cơ bản như vậy thì khi lên trên thì ông nhìn xuống đất nước Singapore, ông thấy đất nước này như là một cái con cua chết, chỉ một màu đỏ thôi, có nghĩa là ít màu xanh đó, rất ít màu xanh. Chính từ đó thì ông đã ra một cái chính sách đó là yêu cầu người dân và tất cả là phủ xanh đất nước Singapore. Vì sao? Màu đỏ là màu của xác chết đúng không ạ? Màu xanh là màu của sự sống. Và đất nước Singapore đã được phủ xanh và phát triển kinh tế mạnh như ngày hôm nay. Vâng, cái cây này trước đây em cũng không biết tên là cây gì, nhưng mà nó trồng khắp rất đẹp đường nước Singapore. Có cái tán rất là đẹp đúng không ạ? Tán rất đẹp. Vâng, cái tán cây rất là đẹp. Nó kín hết cả cái trong. Nhà mình có thể thấy ở Singapore trên đường đây chúng ta thể thấy từ những cái cầm cầu đúng không ạ? Điểm đập vào mắt chúng ta đầu tiên khi chúng ta đặt chân đến Singapore thì ạ? Đó là sân bay đúng không ạ? Sân bay Changi đúng không ạ? Chúng ta thấy thế nào ạ? Quá đẹp luôn. Rất đẹp ạ, nó như là một cái công viên đúng không ạ? Đó, người ta phủ xanh bất cứ chỗ nào có diện tích có người ta đều phủ xanh hết.
sẽ không có đất trống. Và nhà mình yên tâm khi sang đất Singapore thì mình yên tâm rằng mình đi giày đi dép trong 3 ngày chỉ có sạch thì sạch thêm thôi chứ không có bẩn đi nhá. Chỉ có sạch thôi chứ không có bẩn nhá. Mình yên tâm là như vậy. Vì sao ạ? Là rất là sạch đúng không ạ? Vâng, nói về sạch thì chúng ta nhập ra phải tùy tục đúng không ạ? Thì em cũng xin chia sẻ qua một chút cái vấn đề về cái quy định khi chúng ta du lịch trên đất Singapore. Thứ nhất là các cô chú anh chị, các cô chú nhưng mà các chú các anh nhà mình, nếu các bác có hút thuốc thì nhà mình biết hút thuốc thế nào ạ? Vâng, hút thuốc thì chúng ta phải hút biết đúng chỗ đúng không ạ? Thường thường trong các khách sạn, trong phòng là hầu như là 99.99% là không được hút thuốc trong phòng. Vì vậy nhà mình khi vào phòng, nhà mình chú ý nhé, khi lên phòng mình thấy cái phòng nào có cái gạt tàn thì có đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ được hút thuốc trong phòng, còn không thì chúng ta phải xuống dưới và đi ra bên ngoài. Và ra bên ngoài thì sao ạ? Chúng ta phải tìm đến khu vực có cái thùng rác và bên trên có cái gạt tàn, đúng không ạ? Cái thùng rác và bên trên có gạt tàn. Cái thùng rác thì người ta có hai hình thức, đó là một thùng rác và có cái mái tròn luôn, kín luôn, và thùng rác thứ hai dành cho hút thuốc, đó là sao ạ? Có cái chỗ đọng xuống bên dưới là cái gạt tàn ở đó, thì chỗ đó thì chúng ta được hút thuốc. Vì bình thường nếu mà chúng ta hút thuốc nhầm chỗ, bình thường ở đây sẽ không có công an đâu, nhưng các bác mà hút thuốc nhầm chỗ sẽ có công an ngay đó. Ở đây người ta thường sao ạ? Quan sát bằng hệ thống giao thoại camera. Nhà mình chú ý nhá, nếu mà nhà mình có thấy người nước ngoài ấy, người ta có đứng hút thuốc bừa bãi thì chúng ta cũng không bắt chước nhá. Những người đó có thể là những người giàu, những người rất giàu đúng không ạ? Vì sao ạ? Người ta chụp hút thuốc đó không có công an. Tuy nhiên khi ra sân bay, ra cái chỗ xuất cảnh, người ta đã chụp lại, bị chụp lại bằng camera chẳng hạn, người ta bây giờ người bị phạt, nó sẽ bị phạt nguội đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta có hình thức phạt nguội chưa ạ? Đang áp dụng đúng không ạ? Đó là dành cho ô tô. Vâng, nhà mình đi trong đây thì mình đã thấy có công an kìa. Chưa. Vâng, trong giao thông thì có một điểm rất là khác biệt với Việt Nam. Là gì ạ? Không có anh hùng đút. Không có anh hùng đút. Vâng, công an ở đây người ta chỉ có và chỉ xuất hiện khi có, thứ nhất là gì ạ? Tai nạn xảy ra. Thứ hai là có tắc đường thì người ta sẽ ra phân làn. Cái công an thực sự là công an ở Việt Nam thì đúng là ông hoa. Còn công an ở các nước thì người ta chặn đường thôi, nhưng mà đường người ta rất cao. Bù lại đường người ta rất cao. Ở đây thì công an là nô bộc của dân, dân có thể chửi mắng, quát mắng công an được. Nhưng ở Việt Nam là quát mắng là sẽ bị đảo, bắt ra, xử phạt đúng không ạ? Chống người khi hành công vụ. Vâng. Ở đây thì có thể cãi nhau, có thể đánh là công an. Không có vấn đề gì nếu làm đúng. Còn làm sai thì sẽ bị phạt, nhưng mà làm đúng thì không sao cả. Và có một cái điều cấm kỵ nữa, đó là gì ạ? Ăn kẹo cao su để vệ sinh ạ. Vì ăn kẹo cao su thì nhà mình chú ý, nếu mà ai có mang sang thì chúng ta ăn, không phải ăn khu vực nào gọn gọn vào và cho vào thùng rác thật kín đúng không ạ? Không được để dây ra ngoài đường, dây ra ngoài đường sẽ bị phạt rất nặng, khoảng mấy trăm đô ạ. Vâng. Vâng, nhà mình sang Singapore thì nhà mình biết ạ, đất